Con cái là chia sẻ với bố mẹ mà, bằng những cái cầm tay, bằng cái ôm, bằng những cái mà bố ơi để con xách đồ cho, mẹ ơi để con xách đồ cho, bố đi làm có vất vả không, mẹ ơi có vất vả không. Con gái đứng ra đây con, ai trên này với con đấy? Mẹ à? Mẹ con tên là gì? Mẹ chị Hương. Mẹ Hương đó con. Mẹ Hương nhìn vào đôi mắt của mẹ, mẹ vừa là mẹ vừa là cô giáo đúng không? Khuôn mặt của con rất giống như mẹ, con là quà tặng mẹ ban tặng cuộc đời cho con. Nhìn vào đôi mắt của mẹ Hương nào, đọc của cô Hương của con đó, vừa là mẹ ở nhà các bạn nhớ bố mẹ các bạn chỉ có 2 đến 3 người con thôi, nhưng cô Hương là thầy cô trong nhà trường, một lớp có đến tận 30-40 các con, vất vả lắm đúng không? Ồ, rất vất vả. Nhưng mà có đôi lúc không lắng nghe cô gọi mẹ Hương ơi. Mẹ Hương ơi, chuyện mấy đi con. Nhìn vào đôi mắt của mẹ nào. Mẹ Hương. Ồ, sao con gọi tiếng mẹ nghẹn thế? Xúc động hả? Gọi Huy muốn nói gì với mẹ Hương? Sao con yêu mẹ con lại nhìn trên đây? Mẹ con ở kia mà. Con lại nhìn vào đôi mắt mẹ Hương và con mặt mẹ Hương. Nó lại lần nữa giúp thầy. Con yêu mẹ. Nói rõ ràng. Con yêu mẹ. Vì sao yêu mẹ? Mẹ đã nuôi lớn và chăm sóc con. Ồ, sinh con ra đã vất vả rồi con ơi. Chúng ta hình như là chỉ biết là nuôi con lớn, nhưng mà thưa các bạn, sinh dưỡng sinh nở, người ta nói là đàn ông đi biển thì có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình, tức là lúc vượt cạn, tức là người lúc là sinh nở ra con là thập tử nhất sinh đó. Biết mẹ vất vả như thế nào không con? Vậy muốn nói thêm điều gì với mẹ Hương nữa? Yêu mẹ. Ồ, bây giờ nói dễ dàng hơn rồi. Thế bao lâu rồi chưa nói yêu mẹ Hương? Bao lâu rồi chưa cầm tay mẹ Hương? Bao lâu rồi chưa ôm mẹ Hương mà nói con yêu mẹ, con thương mẹ như vừa rồi đó? Biết vừa rồi con vừa nói mấy từ con yêu mẹ, con thương mẹ, mẹ Hương hạnh phúc như thế nào không? Con muốn làm cho mẹ hạnh phúc hơn không? Chờ gì nữa, chạy lên sân khấu, cầm tay mẹ Hương, ôm mẹ Hương, nói mẹ ơi con xin lỗi mẹ, lâu rồi con cầm tay mẹ, ôm thật chặt vào con. Các bạn nào cho hai mẹ con hai cô trò một tràng tay. Thầy cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở phía dưới các bạn lắng nghe rất tuyệt vời, rất nhiều bạn cảm nhận rất tuyệt vời. Thế còn con trai, mẹ của con tên là gì đó? Con tên là Tú. Mẹ Tú, nhìn vào đôi mắt của mẹ Tú nào, gọi to mẹ Tú ơi. Mẹ Tú ơi. Ồ, con muốn nói điều gì với mẹ Tú bây giờ? Con muốn nói là con rất yêu mẹ. Ồ, cho bạn cái một tràng tay thật là tuyệt vời của mẹ. Khi mà mẹ Tú nghe được là mẹ ơi con rất yêu mẹ, mẹ Tú rất hạnh phúc, mẹ hạnh phúc, mẹ xúc động chính là lúc này là mẹ hạnh phúc về con trai của mẹ đó. Vì sao lại yêu mẹ? Vì mẹ đã chăm sóc con và tạo cho con bộ quần áo, đồ ăn sáng. Con biết để có được điều kiện như vậy mẹ vất vả như thế nào không con? Có. Chạy thật nhanh lên nào. Cầm tay mẹ, ôm mẹ thật chặt, ôm mẹ Tú thật chặt vào, nói con cảm ơn mẹ đi con. Ôm thật chặt vào, các bạn giúp thầy cho hai mẹ con một tràng vào tay nào. Thầy mời ba bạn nhỏ nào, cầm tay cha của mình đi, cầm tay mẹ của mình đi. Con gái Quỳnh Anh đúng không? Con ơi, con cầm tay cha rồi lên cho thầy nào. Xem bàn tay của con ấy, bàn tay của cha, xem bàn tay của cha bao nhiêu vết chai sần rồi con? Rất nhiều. Những vết chai sần này là vì sao đó? Ồ, làm nhiều các bạn ơi. Làm ô hôm nay về nhà đó. Cầm đi con.
để biết được cha mẹ các bạn ở nhà. Nhiều vết thai sẩn lắm rồi. Vì sao vậy? Vì làm nhiều. Bạn ấy nói vì làm nhiều. Vì sao làm nhiều? Để cho ai đó? Cho tất cả các con đang ngồi ở đây đó. Xin hãy làm ơn. Nhưng mà các bạn, các con cầm tay mẹ của mình đi. Cầm chắc tay của mình đi. Thưa các bạn, các bạn, khi con đang còn được cầm tay cha, được cầm tay mẹ như thế này là một hạnh phúc vô bờ bến. Có rất nhiều con trên cuộc đời này bây giờ mong muốn được cầm tay cha, bây giờ được mong muốn được cầm tay mẹ, đâu còn cơ hội đâu các con. Không còn cơ hội được cầm tay cha, chẳng còn cơ hội được cầm tay mẹ. Trong cuộc sống có lúc nào đó vất vả, mệt nhọc, muốn về với cha mẹ để được ăn một bữa cơm, để được là gì, chia sẻ, bố ơi, mẹ ơi, nhưng về nhà bây giờ chỉ còn nhìn thấy là gì, di ảnh thôi các bạn. Chỉ còn nhìn thấy di ảnh thôi. Xin làm ơn, khi cha mẹ còn sống, khi cha mẹ còn khỏe, khi cha mẹ đang còn tuyệt vời, hãy quan tâm đến họ nhiều hơn, quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. Bớt điện thoại đi, bớt thời gian Zalo, Facebook, TikTok đi, hãy buông xuống. Và hôm nay rất cảm ơn là các bác phụ huynh đại diện. Hôm nay anh Chính đến với nhà trường, đến với các con. Anh thấy nhà trường mang đến cho các con cái chương trình như thế nào ạ? Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các quý thầy cô, các cháu học sinh thân mến. Hôm nay lãnh đạo nhà trường phối hợp với công ty Visa tổ chức một cái buổi giáo dục về kỹ năng sống cho các con trong nhà trường Thiểu Công nói riêng và các cháu học sinh trên toàn quốc nói chung. Đây là một cái việc làm hết sức có ý nghĩa, bổ ích, thiết thực, những điều rất là gần gũi, mang đến cái sự giáo dục về đạo đức, về cái chủ đề ơn cha, nghĩa mẹ và ơn thầy, có thể nói là rất là sâu sắc. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các thầy các cô đã dạy cho con chúng tôi về mặt kiến thức, về mặt văn hóa, về mặt đạo đức. Và chúng tôi cũng mong muốn những kỹ năng sống này sẽ được lan truyền, lan tỏa trong mọi lớp tuổi học sinh,